Xin chào tất cả cô chú anh chị đam mê audio đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker. Hôm nay Nhật xin gửi đến cô chú anh chị một con Amply thuộc phân khúc tầm trung của hãng Dinong, có model là BMA 1500AE. Thì sau đây Nhật xin phép được quay cận cảnh nội ngoại thất cũng như là một số chức năng trên con máy này để gửi đến cô chú anh chị tiện tham khảo. Rồi, và đây là gương mặt của con 1500AE. Thì mọi người cũng có thể thấy là gương mặt của con máy này còn rất là đẹp, chưa có dấu hiệu ten xét ha, cũng chưa không có dấu hiệu cấn móp gì cả. Đây, cả khung sườn còn rất là sáng, rất là sạch. Góc cạnh thì chưa có dấu hiệu cấn móp nha mọi người. Dạ, và đây là cái phần tem logo của nhà sản xuất, logo của Dinong. Thì mọi người quan sát trên đây, mọi người cũng có thể thấy rằng là trên cái logo này còn khá là mới, còn óng ánh luôn nha mọi người, chưa có cái dấu hiệu bị oxy hóa. Phía bên dưới này là cái nút on off, công tắc nguồn, thì Nhật cũng có gắm sẵn điện rồi, thì sẵn đây Nhật sẽ test luôn cái hoạt động của con máy này. Thì khi cái đèn báo nguồn này khi chúng ta bật lên thì nó sẽ có màu đỏ, và khi rờ le ngắt thì cái đèn báo nguồn này sẽ chuyển sang màu xanh nha mọi người. Và tiếp theo bên dưới này là cái lỗ phun 6 ly. Thì mọi người nhìn vào cái lỗ phun 6 ly này thì mọi người cũng có thể đánh giá được rằng là con máy này còn khá là mới. Dạ, cái này nó dính mồ hôi của em. Kế bên đây là ba cái nút hiệu chỉnh bass, treble và ba lăng. Trên đây là nút sound direct. Khi chúng ta sử dụng cái nút này thì máy sẽ loại bỏ cái phần rè của ba cái nút hiệu chỉnh này và chạy một cái âm thanh mộc của nhà sản xuất. Và điều đặc biệt hơn nữa là chính giữa cái gương mặt của con máy này được đặt một cái volume khá là lớn, nhìn khá là bắt mắt nha mọi người. Thì trên cái volume này, cái lớp xi 7 màu trên cái volume này còn khá là mới, chưa có một cái gì dấu trầy xước gì trên đây cả. Thể quan sát thấy rằng con máy này còn rất là đẹp. Dạ, và kế bên đây là một cái nút hiệu chỉnh, nút Power Mini Direct. Đây cũng là một cái cải tiến khá là đặc biệt trên cái dòng máy này. Thì khi chúng ta sử dụng cái nút Power Mini Direct này thì chúng ta sẽ được một cái phần manpower riêng để chúng ta phối ghép với những cái phần rè của những cái con Amply khác, để giúp chúng ta phối ghép được với nhiều sản phẩm và phù hợp với những cái đôi loa cũng như là những cái gu âm thanh của mỗi người. Đây cũng là một cái cải tiến khá là đặc biệt trên cái dòng máy này. Thì thay vì những con đời cũ thì trên đây sẽ có một cái nút loudness. Thì thật sự ra thì cái nút loudness đó chỉ tăng cái độ ồn của âm thanh lên thôi, chứ không có tăng được cái độ chi tiết lên. Nên là những con máy về sau này thì nhà sản xuất sẽ loại bỏ luôn cái nút sound direct đó. Cái nút loudness đó. Thì nhìn thấy đây cũng là một cái cải tiến khá là đặc biệt. Dạ, và kế bên đây là nút hiệu chỉnh âm thanh đầu vào CD. Trên đây có một cái đèn LED nhìn khá là đẹp nha mọi người. Sang đây nhìn test luôn tuner AUX, máy hoạt động khá là trơn tru nha mọi người. Và bên trong này là ruột của con máy. Mọi người nhìn vào tổng quan cái ruột của con máy này thì cũng có thể thấy rằng là linh kiện trong con máy này nhìn khá là hầm hố. Cái tủ cấp nguồn này khá là lớn nha mọi người, và cũng còn khá là phẳng. Thì mọi người biết rằng là cái tủ cấp nguồn này nó nóng, nên là khi mình sử dụng thời gian lâu thì nó sẽ bị phồng lên. Nhưng mà riêng cái tủ cấp nguồn này còn khá là phẳng. Những cái linh kiện, những cái bo mạch còn rất là xanh, rất là sạch. Cái khung sườn và cả những cái phím tải nhiệt này cũng còn khá là mới nha mọi người, không có dấu hiệu bị oxy hóa hay là ten xét hay trầy xước gì trên đây cả. Kế bên đây là cái tăng phô cấp nguồn. Thì trên cái tăng phô cấp nguồn này có một cái lớp sơn cách điện, chứ không phải là cũ đâu mọi người, không phải là bị ten xét đó nha mọi người. Kể cả cái phím đồng này cũng có một cái lớp nhựa được bao phủ bên ngoài này. Dây nhựa thì còn rất là mới. Em quay thật cận cảnh để cho mọi người quan sát cho kỹ hơn.
bo mạch còn rất là xanh. Kể cả cái khung xương này còn khá là mới nha mọi người. Đó, chưa có cái dấu hiệu là bị trầy xước hay là bong tróc gì trên đây cả. Dạ, và tiếp theo thì Nhật sẽ quay phần mặt sau cũng như là gửi đến cô chú anh chị một số cái thông số cơ bản của trên cái dòng máy này. Tiếp theo là tổng quan cái gương mặt phía sau của con máy nha mọi người. Mọi người cũng có thể thấy rằng là cái khung sườn của con máy này còn khá là mới, khá là sắc bén, chưa có bị cấn móp gì cả, khá là mới nha mọi người. Dạ, ở đây, đây là những cái điểm tiếp xúc của ngõ đầu vào thì mọi người thấy rằng là cái điểm màu vàng 24K trên đây còn khá là sáng, chưa có dấu hiệu bị oxy hóa. Kể cả những cái trạm loa bên đây cũng còn khá là sáng, khá là óng ánh nha mọi người. Thì mọi người có thể nhìn vào đây thì cũng có thể đánh giá được rằng là con máy này còn xuất sắc tuyệt đối cỡ nào. Phía bên dưới này thì máy cho chúng ta hỗ trợ cho chúng ta đánh với những cặp loa cầu A và B, hoặc A hoặc B từ 4 tới 16 ohm và A cộng B từ 8 tới 16 ohm. Và đặc biệt trên con máy này cho chúng ta đánh BY từ trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Thì khi chúng ta đấu ghép với những cặp loa có hỗ trợ cho chúng ta đánh BY thì chúng ta sẽ phân biệt được rõ ràng hơn chất âm cũng như là cái dãy cao hay là dãy thấp, nó rõ ràng hơn khi chúng ta đánh mộc. Đây cũng là một cái điều khá đặc biệt với đối với những anh em chơi audio lâu năm. Và kế bên đây là phần tem của hãng Denon, có model là BMA 1500AE. Và con máy này được sản xuất tại Nhật, xài điện 100V và có công suất tiêu thụ là 250W nha mọi người. Thì cái này là công suất tiêu thụ thôi, còn công suất ra loa thì chúng ta sẽ có là 70W mỗi kênh ở trở kháng 8 ohm và 140W mỗi kênh ở trở kháng 4 ohm nha mọi người. Thì mọi người cũng có thể quan sát tổng thể, kể cả cái phần mặt sơn cũng như là chữ nghĩa trên cái mặt sau của con máy này còn khá là mới, chưa có một dấu hiệu bong tróc gì trên đây cả. Dạ, và đây Nhật cũng có tháo sẵn cái ốp lưng ra rồi. Nhật quay luôn cho mọi người xem. Trên cái ốp lưng này cũng còn khá là mới, chưa có dấu hiệu cấn móp hay là trầy xước gì hết nha mọi người. Đó, còn khá là mới. Dạ, thì đợt vừa rồi thì con máy này về không có khiển, chỉ có nguồn zin thôi nha mọi người. Thì khi mọi người đặt mua con máy này ở tại cửa hàng Nhật với giá là 12 triệu thì Nhật sẽ kèm theo một cái khiển zin của dòng 390RE. Con khiển này thì chúng ta có thể xài được cho cả amply và CD, cho tất cả các chức năng của con amply này. Cái này Nhật sẽ kèm con máy này với giá là 12 triệu. Và vừa rồi thì Nhật cũng có về được một lô khiển của các dòng máy cao cấp, chúng ta có thể xài được cho cả amply và CD luôn. Thì bên ngoài của cái khiển này được làm bằng nhôm rất là cứng cáp nha mọi người. Trên đây là phím cơ. Đó, sử dụng bằng phím cơ. Thì khiển này bên Nhật đang bán với giá là 1 triệu. Thì khi mọi người mua con máy này kèm với thêm một cái khiển này thì mọi người thêm 500.000, đó là tổng là 12 triệu 500. Vừa rồi thì Nhật cũng có chia sẻ về gương mặt cũng như là nội ngoại thất của con máy. Thì sau đây Nhật sẽ có những cái đánh giá khách quan khi Nhật có phối ghép với một số cặp loa. Thì trong đó Nhật có phối ghép với cặp loa BNW 683. Trong những ngày qua thì đây là một cái đánh giá khách quan của Nhật thôi nha mọi người. Nhật cảm nhận được rằng là khi chúng ta xài con máy này với cặp loa cột, những cặp loa cột thì cho chúng ta được một cái âm thanh rất là mềm mại và uyển chuyển. Cái độ chi tiết thì rất là cao. Thì khi chúng ta nghe những cái bài nhạc có những cái tiết tấu, có nhiều tiết tấu thì chúng ta sẽ nghe rõ ràng hơn những cái tiết tấu đó. Thì sẵn đây thì được vừa rồi Nhật cũng có về thêm một con Denon, con CD Denon, có model là 1650AZ, có khiển zin luôn nha mọi người, có nguồn zin khiển zin luôn.
Thì con máy này Nhật đang bán với giá là 8 triệu. Thì con máy này Nhật sẽ quay video để gửi tới cô chú anh chị trong những video sau. Dạ, với cái hình thức cũng như là nội ngoại thất còn khá là đẹp và khá là mới, thì con máy này Nhật xin báo giá lại một lần nữa là 12 triệu. Thì có tặng kèm thêm một cái khiển của dòng 390RE thì xài được full chức năng cho cái dòng máy này. Cũng như là nếu như anh nào lấy cái khiển phím cơ này, dòng cao cấp này, thì có thể thêm 500 ngàn, là tổng là 12 triệu 500 ngàn. Dạ, nếu như anh chị, cô chú có thêm cái thắc mắc gì về cái sản phẩm này hoặc là những cái sản phẩm bên Nhật, thì mọi người cũng có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại là 079-2579-507 hoặc 0936-368606. Và mọi người cũng có thể đến tận địa chỉ là C7-6 đường Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ.